Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thường và đưa thuế xuất khẩu về 0% trong bối cảnh tồn kho tăng cao, mùa thu hoạch mới sắp bắt đầu. Thị trường toàn cầu có thêm nguồn cung từ gạo Ấn Độ, khiến cho Việt Nam chịu ảnh hưởng khi thêm cạnh tranh. Theo ghi nhận, giá lúa trong dân đã giảm từ 500 đến 600 đồng một ký, còn gạo 5% tấm xuất khẩu cũng giảm từ 25 đến 30 đô la Mỹ so với tháng 9. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa gạo tháng 10 giảm đáng kể. Lúa tại ruộng trung bình đạt 6.736 đồng, ở kho là 8.342 đồng một ký, giảm lần lượt 507 đến 600 đồng so với tháng trước. Các loại gạo 5%, 15% và 25% tấm cũng giảm từ 200 đến 400 đồng một ký so với tháng 9. Khảo sát tại các vùng trồng cho thấy lúa và gạo đang điều chỉnh giá. Tại An Giang và Đồng Tháp, gạo thành phẩm dao động 10.500 đến 12.700 đồng một ký, thấp hơn 500 đến 1.000 đồng so với tháng trước. Giá gạo bán lẻ cũng giảm nhẹ. Gạo Hương Lài, Thơm Mỹ về quanh 18.500 đồng đến 19.000 đồng. Gạo Dẻo Đài Loan, Thơm Thái Lan khoảng 20.000 đến 22.000 đồng một ký. Dù đang trong xu thế giảm, song theo các chuyên gia, gạo Việt khó giảm giá sâu về dưới 500 đô la Mỹ một tấn do các nước như Philippines, Indonesia và Malaysia tăng mua và nguồn cung nội địa hạn chế.